Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với trang của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với tựa game Bingbox các bạn nhé. Ok, và hôm nay thì mức vốn của mình đang có là 80 củ. Thì hôm nay sẽ tiếp tục vào đây để kiếm tiền các bạn nhé. Ok, để xem với 80 củ này thì ở trong cái giai đoạn Tết này thì cũng khá là nhiều anh em đặt ra cho mình một câu hỏi là game nó có soi hay không. Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp đem vốn của mình vào đây để mình test game luôn các bạn nhé. Đó, mục đích là test game trực tiếp luôn cho anh em xem luôn này. 85 này, đó. Đầu tiên mình hay đánh ấy thì mình hay vào mình gọi là test thử poker các bạn nhá. Đó, poker đây nhiều khi khi các bạn mới vào ấy thì nhiều khi nó cũng nhả cho anh em mình ăn. Đấy. À, anh em mình chỉ cần ăn khoảng vài tay kiếm khoảng chục triệu là anh em mình sang game khác anh em mình chơi luôn. Chứ đừng có đánh lâu ở trong con game này thì toang anh em nhá. Đánh lâu mình đảm bảo luôn với anh em là toang luôn. Đó, con game này thì chỉ dành cho ăn non thôi. Đó, ăn non thôi các bạn nhá. 8 dưới phát à, 7 ok này. 86 triệu này thì mình sẽ kiếm lên khoảng 90, hoặc là nếu mà cầu mà đẹp ấy thì kiếm lên khoảng 100 các bạn nhé. Đó thì mình sẽ sang phát các mình chơi, được chưa? Nhiều anh em bảo là con poker trên dưới này làm gì có cầu, nhưng mà hoàn toàn không phải anh em nhé. Nó hoạt động thì nó đều phải có một cái thuật toán của nó anh em ạ. Không bao giờ tất cả con game này đều có thuật toán của nó, có nghĩa là có lúc cầu nó ra đẹp, có lúc cầu nó ra xấu, anh em hiểu không? Thì những cái lúc cầu ra đẹp ấy thì mình vào mình đánh kiểu gì cũng lãi luôn, mà lúc cầu nó ra xấu thì đánh kiểu gì cũng lỗ. Đây này, ví dụ như đây nó toàn ra đôi như thế thì mình cũng chịu thôi. 6 làm quả dưới đi, không được anh em ạ, thôi chết rồi, thua liên tục 4-5 tay liên tục rồi anh em ơi. Đây 92 này, 4 trên này, 3 không được rồi, 5 dưới thử đi, 3 trên này, ok 97, ok mình đánh nốt tay cuối này mình sẽ sang khác mình chơi các bạn nhé. Ok, đúng 100 rồi, thì hôm nay mục tiêu của mình sẽ lên khoảng 150 là mình nghỉ các bạn nhé. Ok, thì hôm nay mình sẽ chọn game siêu xe, với những cái phương pháp mà mình, mà thôi, hôm nay không xem siêu xe đã. Siêu xe thì ok, thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một số cái phương pháp mình hay dùng các bạn nhé. Ở đây thì mình hướng dẫn rất là nhiều rồi, nhưng mà đa số video nào nhá, nếu mà mình mà vào game siêu xe thì mình đều quay trở lại với cái phương pháp đó các bạn ạ. Đó là mình sẽ đánh ở đây thì mình có thể chọn phương pháp là đánh 4 cửa này, đánh 3 cửa này, đánh 2 cửa này. Đó, nói chung là các bạn có thể chọn phương pháp các bạn đánh các bạn nhá. Ok, hôm nay thì mục tiêu của mình sẽ lên khoảng 150 là mình sẽ nghỉ các bạn nhá. Đó, từ 80 là 150, kiếm lãi khoảng 70 là nghỉ. Chúng ta đánh thì chúng ta nên đặt ra một cái mục tiêu chúng ta đánh dễ hơn, được chưa các bạn? Ok, lãi được 3 triệu, nhưng mà đánh siêu xe như này thì cũng hơi lâu các bạn ạ. Cũng hơi lâu, đấy, cũng hơi lâu nhỉ. 102 triệu, cứ mỗi tay 3 triệu thì cũng hơi lâu. Mà bây giờ để lên 150 thì mình nghĩ chỉ có một con duy nhất là con Super Bull thôi các bạn nhá. Chỉ con duy nhất là con Super Bull này. May quá, ôi tôi chết rồi. Mình tưởng nó đang ra dây thắng, mình bảo may quá, nhưng mà tầm này nó lại ra quả dây thua như này cũng hơi nguy hiểm các bạn ạ. Cũng hơi nguy hiểm nha. Rồi, nhưng mà đây, đối với phương pháp của mình ấy, thì tay đầu mình sẽ đánh nhỏ nhỏ một chút các bạn nhé. Và nếu mà tay đầu thua, tay thứ hai mình sẽ gấp tiếp lên. Tay thứ hai thua thì tay thứ ba lại gấp tiếp lên. Đó, các bạn cứ đánh gấp dần như thế. Nói chung là đánh như thế thì cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà được cái là ăn non thì được nhá. Mình sẽ vào mình cố gắng kiếm lên 150 cho bạn xem. Tuyệt vời rồi, bài lẻ, úi xời anh em ơi, cả làng bài lẻ luôn anh em ạ. Nhưng mà may quá mình vẫn ăn được nhá, tại vì là mình bài lẻ nhưng mình lớn điểm hơn nó các bạn ơi. Ok, thì nếu mà gọi là cứ cộng tiền lãi là mình sẽ giữ nguyên tiền cược, còn khi nào mà thua thì mình mới gấp đôi tiền cược lên các bạn nhá. Khi nào mà thua mình mới gấp đôi tiền cược lên, còn nếu mà vẫn gọi vẫn lãi thì mình sẽ chỉ giữ nguyên tiền cược thôi. Đó, đơn giản thế thôi. Bull 7 này, bull 3 này, bull 8 này, tay này thì vẫn lãi bạn nhá, vẫn lãi được 380.000. Đấy, cứ khi nào lỗ thì mình mới nâng đôi tiền cược lên các bạn nhá. Đó, cầu này thì mình cũng không biết được. Dạo này thì cầu con sắp bờ buôn nó ra cũng kiểu vớ vẩn anh em ơi. Anh em cũng chẳng cần phải quan tâm cầu quạt làm cái gì nhiều đâu. Đó, nói chung là mình đánh cứ theo kỹ năng của mình đánh là được. Còn cầu quạt đôi khi nhiều khi nó cũng không quan trọng lắm. Anh em mà đánh theo phương pháp của mình các bạn nhá. Buôn buôn thôi chết rồi. Quả này thì đi 10 triệu anh em ơi, 10 triệu đi cho lạnh toát rồi, khó nha. Cầu này thì hơi khó. Ok anh em ơi, mình sẽ tay này mình sẽ gấp lên 1 triệu các bạn nhá. Tay này mà tay này gấp lên 2 triệu luôn anh em ạ. Tay này mà thắng thì mình sẽ thắng thì cũng là quá là ok rồi, còn nếu mà thua chắc là tay này mình cũng nghỉ luôn anh em ạ. Đó, nói chung là nhiều khi anh em đánh không phải là cứ gấp thép anh em gấp như vậy hết vốn đâu. Mà cảm giác cầu nó xấu không ăn được rồi thì anh em nghỉ. Ôi giời anh em ơi, cầu như này thì cực kỳ xấu rồi, nói thật luôn, cực kỳ xấu luôn. 7-8 triệu như vậy lại về trở về cái số vốn ban đầu anh em ạ. Khó nhỉ, đánh từ nãy giờ 5 phút rồi bây giờ quay trở lại vốn ban đầu thì làm sao mà
Ok, để mình sẽ tải con sóc đĩa về nha các bạn nhé. Tải sóc đĩa về, sóc đĩa thì mới cập nhật anh em ơi. Ok, cầu này bắt lẻ, chuẩn lẻ luôn, chắc chắn. Đến khoảng, mình đoán khoảng 70 đến 80% là tay này sẽ về lẻ các bạn nhé. Vào ba đỏ luôn, ok, cay quá anh em ạ. Vào làm một tay, tôi chết thôi, mình không kịp vào tứ tử anh em ơi. Úi giời, may quá. Đấy anh em thấy không, kiểu gì cũng về lẻ, lên 155 luôn, đúng một tay nhá. Đúng một tay luôn, quá tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ đi rút tiền luôn anh em ơi. Đây cho anh em xem cái lịch sử rút tiền của mình. Mình thì ngày nào mình cũng rút tiền thôi. Hôm nay thì mình sẽ rút 55 triệu. Đó, nói chung là game thì cũng tùy từng game thôi. Có con thì vào kiếm tiền dễ, nhưng mà có con thì lại khó anh em ạ. Mình rút 55 triệu nhá. Đây là lịch sử này, hôm nào cũng có rút tiền các bạn nhá. Từ ngày 19 này, à 16, 17, 18, 19, 20, 21, hôm nào mình vào chơi mình cũng rút tiền một lần anh em ạ. Ok, bye bye tất cả các bạn nhé.